Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Như chúng tôi đã đưa tin, ông Trần Xuân Hòa làm việc tại Công ty Cổ phần Điện BHS, công ty con của Công ty Cổ phần BKAV, cho biết mình bị nợ gần 2 tháng tiền lương nhưng chưa được chi trả mặc dù đã nhiều tháng trôi qua. Ngày 31 tháng 10, 2023, trong buổi hòa giải tranh chấp lao động với anh Hòa, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, trưởng ban nhân sự Công ty Cổ phần Điện tử BHS cho biết, Công ty BHS thành lập từ tháng 12, 2022, tình hình hoạt động gặp nhiều khó khăn, số tiền lương còn nợ của anh Hòa, công ty cam kết sẽ thanh toán theo tiến độ cụ thể, thanh toán tối thiểu 5 triệu đồng trước ngày 30 hàng tháng và trả toàn bộ số tiền lương còn nợ trước ngày 31 tháng 1, 2024. Tuy nhiên sau đó, công ty chỉ chi trả 5 triệu đồng cho anh Hòa vào tháng 11, 2023 và không thanh toán thêm khoản tiền nào theo thỏa thuận đã ký. Không chỉ có anh Hòa, nhiều người lao động từng làm việc tại Công ty Cổ phần Điện tử BHS, ngõ 121, Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đồng loạt phản ánh với báo chí về việc họ cũng bị công ty này nợ lương trong thời gian dài. Trong đó có những người đang chuẩn bị sinh con. Bà Trịnh Huyền Nhi, từng là nhân viên kế toán của một Công ty Cổ phần Điện tử BHS, đang mang thai ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Chị vẫn phải mòn mỏi chờ đợi công ty cũ, nơi mình từng làm việc, trả đủ số tiền lương còn nợ. Tôi đã chờ đợi công ty trả lương trong một thời gian dài, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Trong thời gian mang bầu, tôi phải nhập viện nhiều lần. Tiền nằm viện, tiền bồi bổ, tiền sinh hoạt chi tiêu đều phải xoay sở. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là dự sinh, mà bây giờ tiền chi tiêu Tết không có, tiền đi đẻ cũng không, chị Nhi hoang mang nói. Chị Nhi cho biết, khoảng 16 tháng 3, 2023, chị ký hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Điện tử BHS. Công ty vẫn chi trả lương bình thường, đúng hạn, cho đến tháng 6, 2023. Thời điểm này, công ty bắt đầu chậm lương của người lao động. Tháng 10, 2023, chị Nhi chính thức nghỉ việc tại công ty. Tuy nhiên, công ty này đã nợ lương nhiều tháng. Ngày 12 tháng 1, 2024, chị Nhi và Công ty Cổ phần Điện tử BHS đã có buổi hòa giải tranh chấp lao động tại Phường Lao động Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và nhận được câu trả lời tương tự với anh Hòa. Theo biên bản giải hòa, tổng số tiền lương công ty nợ là 16.335.630 đồng. Công ty sẽ thanh toán tiền lương trên vào quý 1 2024. Cùng ngày 12 tháng 1 2024, bà Trần Thị Nhàn cũng từng là nhân viên của Công ty Cổ phần Điện tử BHS đã có buổi hòa giải tranh chấp lao động với công ty tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bà Nhàn với công ty có giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 năm từ 12 tháng 1 2023 đến 11 tháng 1 2026. Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 7 2023, hai bên có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Bà Nhàn đã nghỉ việc 6 tháng mà không được công ty trả tiền lương. Bà đề nghị công ty thanh toán cho bà số tiền lương còn nợ là 74.706.131 đồng. Trao đổi với phóng viên báo Lao động, bà Nguyễn Thị Cẩm, cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết. Tại buổi làm việc diễn ra vào ngày 31 tháng 10, Phòng đã yêu cầu công ty phải có báo cáo kết quả thực hiện cam kết với người lao động trước ngày 2 tháng 2/2024. Đến ngày 5 tháng 1/2024, công ty BHS đã có công văn gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy đề nghị giãn thời gian khoản thanh toán trong biên bản số 25/BB-HGLD. Công văn nêu rõ, hiện nay tình hình tài chính của công ty chúng tôi đang gặp khó khăn do hoạt động kinh doanh đối mặt với nhiều thách thức, nguồn thu không đạt như dự kiến, vì vậy đã ảnh hưởng đến kế hoạch thanh toán. Chúng tôi đề nghị được giãn thời gian thanh toán khoản này và chúng tôi cam kết việc thanh toán sẽ được thực hiện trong quý 1/2024. Theo bà Cẩm, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã làm đến nơi đến chốn. Trước khi có các buổi hòa giải tranh chấp lao động, Phòng đã liên hệ phía người sử dụng lao động, người lao động và tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, hiện nay, thẩm quyền xử lý tranh chấp lao động và chế tài xử phạt thuộc thẩm quyền của tòa án. Phía công ty cũng đã nêu phương án giải quyết, song người lao động không đồng ý thì cần khởi kiện đến cơ quan có thẩm quyền tiếp theo, bà Cẩm cho hay. Theo anh Trần Xuân Hòa, dù công ty đã có đề nghị gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội về việc giãn thời gian thanh toán số tiền lương là 29.439.689 đồng mà công ty còn nợ, song anh không nhận được bất kỳ thông báo nào của công ty về việc này. Thời gian chính thức nghỉ việc của tôi là ngày 15 tháng 7/2023. Đến nay đã gần 8 tháng, tôi chưa nhận được số tiền lương công ty còn nợ. Tôi và một số nhân sự khác bị nợ lương sẽ kiện công ty PHS ra tòa, anh Hòa bức xúc chia sẻ. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết,
Công ty cổ phần điện tử BHS là công ty con của công ty cổ phần BKAV, khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty cổ phần BKAV có thành lập tổ chức công đoàn, còn công ty cổ phần điện tử BHS thì không có tổ chức công đoàn. Kể cả có công đoàn hay không thì Liên đoàn Lao động quận vẫn sẽ vào cuộc khi có đơn thư của người lao động. Ví dụ, nếu đơn vị có tổ chức công đoàn thì chúng tôi sẽ hướng dẫn người lao động gửi đơn đến công đoàn cơ sở theo từng bước một. Nếu người lao động không gửi đơn đến tổ chức công đoàn mà gửi sang Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thì chúng tôi vẫn sẽ có mặt để phối hợp với các bên, bà Hà cho hay. Theo phản ánh được gửi tới báo Lao động, anh Trần Xuân Hòa làm việc tại công ty cổ phần điện tử BHS cho biết mình bị nợ gần 2 tháng tiền lương nhưng chưa được chi trả mặc dù đã nhiều tháng trôi qua. Thông tin được anh Hòa chia sẻ với báo Lao động cho biết anh bắt đầu làm việc tại BHS từ tháng 4/2019 tới cuối tháng 6/2023. Anh Hòa bị công ty nợ khoảng 60% kỳ lương tháng 6/2023. Nhận thấy công ty có hiện tượng chậm lương, anh Hòa xin nghỉ việc và nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 16/7/2023. Mặc dù đã hoàn thành trách nhiệm về thủ tục và công việc, nhưng công ty BHS vẫn không chi trả lương cho anh Hòa, gồm khoảng 60% kỳ lương tháng 6 và 100% kỳ lương tháng 7, tổng số tiền là 39.439.000 đồng. Anh Hòa sau đó đã gửi đơn yêu cầu thanh toán lương đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đại diện công ty BHS là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết xác nhận tình hình hoạt động gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cam kết sẽ thanh toán lương đầy đủ trước ngày 31/1/2024. Tuy nhiên, sau đó công ty BHS chỉ chi trả cho anh Hòa duy nhất một khoản 10 triệu đồng vào tháng 11/2023. Tính đến thời điểm ngày 5 tháng 2, tức đã quá hạn cam kết, công ty BHS vẫn nợ anh Hòa số tiền 29.439.000 đồng. Khi liên hệ với đại diện công ty BHS là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, phóng viên báo Lao động nhận được câu trả lời: "Tôi đã nghỉ Tết rồi, chỉ cần thì liên hệ với giám đốc truyền thông của công ty, không liên quan gì đến tôi." Cũng theo chia sẻ từ anh Hòa, anh không phải là trường hợp duy nhất tại công ty BHS nợ lương. Sau nhiều lần hứa hẹn, tôi cảm thấy công ty đang lừa dối, không tôn trọng người lao động, không làm đúng trách nhiệm với cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, việc không có thu nhập cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người lao động, nhất là Tết Nguyên đán 2024 đang cận kề, anh Hòa chia sẻ với báo Lao động. Thông tin chi tiết tại vụ việc này được đăng tải trên báo Lao động. Công ty cổ phần điện tử BHS có người đại diện là ông Nguyễn Tử Quảng, viết tắt là BKAV Hardware Solution. Ông Quảng từng tự hào tuyên bố BHS đã ký hợp tác với hai nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới là Qualcomm và Mediatek, còn camera AIView đã bán ở Mỹ và bước đầu mở rộng sang thị trường Malaysia, Thái Lan và Singapore. Tháng 10/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, đích thân CEO BKAV đã kêu gọi BFund góp vốn cho BHS với lãi suất 10% một năm. Sau 3 năm, nhà đầu tư được nhận lại tiền gốc và nhận thêm tiền mặt bằng số tiền gốc. Mới đây, báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2023 của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct đã tiết lộ khoản phải thu khó đòi gần 31,6 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023 đối với BKAV Pro. Trước đó, mảng kinh doanh phần mềm diệt virus của BKAV đã chứng kiến cảnh sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu, từ mức cao kỷ lục của năm 2019 với doanh thu 176 tỷ đồng và lợi nhuận 118 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, BKAV Pro chỉ lãi sau thuế 4,4 tỷ đồng, giảm hơn 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!